Kênh Tử Vi hôm nay xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trong khoảng thời gian này, ngày tới, bạn vô tình đi ngang qua các đại lý vé số hay bắt gặp người bán vé số trên đường thì hãy thử vận may của mình nhé. Thần may mắn đang ở bên cạnh bạn nên bạn hãy tranh thủ thời cơ, bắt lấy cơ hội của mình. Trước khi đến với video, quý anh chị hãy bấm đăng ký kênh để dễ dàng nhận thông báo tử vi mới nhất nhé. Tử vi tuổi Tý ngày mai. Ngày mai khó tránh khỏi thị phi. Vì thế tử vi ngày mai khuyên bạn nên tránh những chỗ đông người hay những câu chuyện phiếm vô vị. Thời gian đi buôn chuyện thì bạn nên tập trung cho công việc thì hơn. Bạn là người có năng lực làm việc nhưng rõ ràng còn thiếu sự quyết đoán, sự tự ti sẽ khiến bạn khó mà phát triển được sự nghiệp lâu dài. Chỉ cần bạn phá bỏ vỏ bọc của bản thân, tăng sự tự tin, lúc đó bạn mới thành công được. Con số may mắn 33, 66, 99. Tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Tuổi Mậu Tý 1948, thương nội chi trư chuột trong kho, thuộc ngũ hành thích lịch hỏa, tức lửa sấm sét. Tuổi Mậu Tý ngày 12 tháng 3 năm 2024, ngày có nhiều sự thay đổi, biến động trong công việc, tin tức đến dồn dập. Nên cẩn thận trong mọi hành động, chỉ sai lầm một chút sẽ đem đến hậu quả không tốt. Không nên sợ những áp lực từ bên ngoài, cần phải nhẫn nại. Ngày thuận lợi cho việc thay đổi, sửa chữa, tu bổ, di chuyển, đi xa. Giao thiệp với người khác phái có lợi. Có tin tức tốt về công danh, tình cảm của người nữ đem lại niềm vui hay điều lợi cho mình. Tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Tuổi Canh Tý 1960, lương thượng chi thử chuột trên xà, thuộc ngũ hành bích thượng thổ, tức đất tò vò. Tuổi Canh Tý ngày 12 tháng 3 năm 2024, không nên ngồi chờ đợi mà nên tiến hành, khởi công hoặc đi xa mới có kết quả. Chuyện tình cảm phải cầu ở nơi xa xôi, hoặc không nên ở gần nhau mới tốt. Có tin xa, hạn đi xa. Gia đạo có người đến, nhà có đình đám tiệc tùng. Có tài lộc, có quý nhân. Tuy nhiên cũng có tin buồn về sức khỏe, công danh của người thân. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tuổi Nhâm Tý 1972, sơn thượng chi thử chuột trên núi, thuộc ngũ hành tang đố mộc, tức gỗ cây dâu. Tuổi Nhâm Tý ngày 12 tháng 3 năm 2024, ngày xấu. Mọi công việc đều không nên tiến hành. Nếu công việc đang trôi chảy thì sẽ gặp chuyện bất trắc, trở lực, hoặc có tin tức không tốt cho công việc làm ăn. Đề phòng tiểu nhân chơi xấu, nội bộ có sự tranh cãi, bất hòa, sự mong cầu về tiền bạc không tốt, còn ở xa. Đề phòng rủi ro, tai nạn, bệnh tật. Gia đạo bất an. Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Tuổi Giáp Tý 1984, ốc thượng chi thử chuột ở nóc nhà, thuộc ngũ hành hải trung kim, tức vàng trong biển. Tuổi Giáp Tý ngày 12 tháng 3 năm 2024, cẩn trọng khi đi đường, dễ gặp rắc rối hoặc tai nạn về xe cộ, máy móc, gặp trở ngại về đường xá không tốt. Sức khỏe không tốt. Có tin tức xấu của người thân về tình cảm, tài lộc, bổn mạng. Tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Tuổi Bính Tý 1996, điền nội chi thử chuột trong ruộng, thuộc ngũ hành giảm hạ thủy, tức nước cuối nguồn. Tuổi Bính Tý ngày 12 tháng 3 năm 2024, không nên có sự đối đầu ngang ngửa, hoặc nhận được tin tức mà nóng vội trong việc giải quyết sẽ không tốt. Nếu có người đến tranh luận, hoặc đổi ý các vấn đề đã được thỏa thuận từ trước là do chính họ cũng gặp trở ngại. Nên nhu thuận cùng nhau bàn bạc. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Có tin buồn. Sức khỏe không tốt. Gia đạo có nhiều bất an, hoặc gặp phải nhiều công việc cần phải giải quyết. Đề phòng tai nạn hoặc có tang. Tử vi tuổi Sửu ngày mai. Cần phải biết tiết chế cảm xúc hơn trong ngày mai ngày 12 tháng 3 năm 2024. Đừng nóng nảy mà làm hỏng việc lớn. Công việc bộn bề nên bạn dễ phải tăng ca buổi tối. Chính vì vậy tuổi Sửu cần phải tập trung hơn để giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng. Tiền bạc dư giả, tuổi Sửu nên để ra một khoản tiết kiệm phòng thân phòng trừ trường hợp quan trọng. Nếu tuổi Sửu tiếp tục tiêu tiền như hiện tại thì dù có làm bao nhiêu cũng không đủ đâu. Có thể tuổi Sửu đang có một chút lo lắng về vấn đề gia đình, tuy nhiên đừng nên quá căng thẳng. Chỉ khi bình tĩnh thì bạn mới tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Đừng quá mải mê công việc mà hãy quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Con số may mắn 91, 83, 19.
Tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Tuổi Kỷ Sửu 1949, Lâm nội chi ngưu trâu trong chuồng, thuộc ngũ hành thích lịch hỏa, tức lửa sấm sét. Tuổi Kỷ Sửu ngày 12 tháng 3 năm 2024, ngày có tin xa hoặc gặp gỡ người thân. Gia đạo có định đám, tiệc tùng hoặc có sự hội họp, gặp gỡ. Đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng kỳ hạn, theo sự hẹn ước, kể cả trong vấn đề tình cảm. Nhà có hỷ sự, có khách đến. Tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tuổi Tân Sửu 1961, lộ đồ chi ngưu trâu trên đường, thuộc ngũ hành bích thượng thổ, tức đất tò vò. Tuổi Tân Sửu ngày 12 tháng 3 năm 2024, tài lộc sẽ tự nhiên đến, không nên cưỡng cầu và cũng không nên ngại sự chi tiêu cần thiết, hết rồi sẽ có. Do đó trong quan hệ giao dịch làm ăn không nên có sự tranh giành, tranh cãi đưa đến mất hòa khí. Có tin tức về hao tài hoặc gặp rủi ro về tiền bạc của thân nhân, bè bạn, hoặc có tin không tốt của họ về vấn đề tình cảm. Có quý nhân giúp đỡ. Cầu về tình cảm không tốt, có sự thiệt thòi. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tuổi Quý Sửu 1973, lan ngoại chi ngưu trâu ngoài chuồng, thuộc ngũ hành tan đố mộc, tức gỗ cây dâu. Tuổi Quý Sửu ngày 12 tháng 3 năm 2024, ngày có sự thay đổi công việc, hoặc việc đang tiến hành sẽ gặp trở ngại chút ít, hoặc phải bỏ dở nửa chừng. Cuộc hội họp, bàn thảo chưa có sự kết thúc rõ ràng. Có tin xa, có khách đến, có tiệc tùng nhỏ. Việc mong cầu về tài lộc chưa có kết quả, hoặc chỉ có tin, đồng ý trên nguyên tắc. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Tuổi Ất Sửu 1985, hải nội chi ngưu trâu trong biển, thuộc ngũ hành hải trung kim, tức vàng trong biển. Tuổi Ất Sửu ngày 12 tháng 3 năm 2024, việc gì đến cũng nên nhẫn nhịn, không nên hấp tấp vội vàng. Không nên nghe ý kiến một chiều, tránh tranh luận, bàn cãi. Có khách hoặc người thân đến. Ngày có đám tiệc, hay có sự hội họp bè bạn, người thân. Có lộc ăn nhưng không vừa ý, tiền bạc không tốt. Trong gia đạo nên có sự vui vẻ, không nên gây chuyện bất hòa, tranh cãi sẽ không giải quyết được việc gì. Tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Tuổi Đinh Sửu 1997, hồ nội chi ngưu trâu trong hồ nước, thuộc ngũ hành giảm hạ thủy, tức nước cuối nguồn. Tuổi Đinh Sửu ngày 12 tháng 3 năm 2024, ngày gặp nhiều chuyện ưu phiền rắc rối về công việc cũng như về tình cảm, sức khỏe không tốt. Cần phải có sự suy nghĩ kỹ càng trước khi ăn nói, viết thư, nêu ý kiến, dễ bị hiểu lầm, thị phi, bất hòa. Tài lộc không tốt, gia đạo bất an, hoặc có chuyện làm ơn mắc oán. Tử vi tuổi Dần ngày mai. Trong công việc, ngày mai ngày 12 tháng 3 năm 2024 nên học cách làm việc theo nhóm, vì điều đó sẽ có lợi cho công việc của bạn hơn. Việc lúc nào cũng làm một mình khiến cho bạn bị quá tải, khó mà bộc lộ hết năng lực bản thân. Chuyện tình cảm có dấu hiệu đi xuống khi cả hai đều quá bận rộn mà ít có thời gian quan tâm đến nhau. Cả tuổi Dần và người ấy đều chán nản, muốn thay đổi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Con số may mắn 98, 97, 91. Tử vi tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Tuổi Canh Dần 1950, xuất sơn chi hổ hổ xuống núi, thuộc ngũ hành Tùng Bách Mộc, tức gỗ Tùng Bách. Tuổi Canh Dần ngày 12 tháng 3 năm 2024, nếu thấy có điều lợi hoặc tài lộc đến thì không nên tiếp tục, sẽ không có hậu, hoặc bị đảo ngược. Nếu không như vậy thì lợi và hại sẽ đi đôi. Đề phòng tai nạn, rủi ro, bất trắc có thể sẽ xảy ra bất ngờ, hoặc trong gia đạo có chuyện buồn phiền đau ốm hoặc gặp rủi ro, tai nạn, nhất là các việc có liên quan đến xe cộ máy móc, di chuyển. Tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tuổi Nhâm Dần 1962, quá lâm chi hổ hổ qua rừng, thuộc ngũ hành kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Tuổi Nhâm Dần ngày 12 tháng 3 năm 2024, ngày không tốt. Công việc dễ bị phá ngang hoặc đứng chững do tin tức hoặc hoàn cảnh xảy ra trái ngược. Tin tức xấu, có sự hư hại về vật chất, nên thanh toán những việc xưa cũ cho êm đẹp. Đề phòng tiểu nhân. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tuổi Giáp Dần 1974, lập định chi hổ hổ tự lập, thuộc ngũ hành đại khe thủy, tức nước khe lớn. Tuổi Giáp Dần ngày 12 tháng 3 năm 2024, đề phòng sức khỏe không tốt hoặc trong gia đạo có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn về sức khỏe, bổn mạng của người thân.
nuôi súc vật không tốt, hoặc nên cẩn trọng khi đi đường, sử dụng xe cộ máy móc, té ngã hoặc va chạm có thương tích. Xe cộ máy móc hư hao, cần nên tự mình quyết định, không nên nghe ý kiến của người khác, bất lợi. Nói chung tài lộc thì ít nhưng đây là bước đầu để tạo danh tiếng. Hạt các nghề sửa chữa, điện, công nghệ thông tin, nấu ăn, xây nhà, mai táng, địa ốc, bảo hiểm, ngân hàng, cổ phiếu. Tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Tuổi Bính Dần 1986, sơn lâm chi hổ hổ trong rừng, thuộc ngũ hành lư trung hỏa, tức lửa trong lò. Tuổi Bính Dần ngày 12 tháng 3 năm 2024, ngày có nhiều bôn ba, lận đận khó khăn hoặc gặp những chuyện khó giải quyết, mà công việc lại ở trong tình trạng cấp bách. Đề phòng rủi ro, bất trắc. Sức khỏe không tốt, có nhiều việc phải lo. Cẩn trọng nếu có sự thư kiện, tranh cãi, hoặc mít lòng vì trước đã có sự thỏa thuận mà nay lại đổi ý, gia đạo bất an, có nhiều âu lo. Việc cầu tài là chuyện không nên, cũng như chuyện giao du, kết bạn, đi chung sẽ gặp điều không tốt. Tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Tuổi Mậu Dần 1998, quá sơn chi hổ hổ qua rừng, thuộc ngũ hành thành đầu thổ, tức đất trên thành. Tuổi Mậu Dần ngày 12 tháng 3 năm 2024, làm gì cũng phải đề phòng rủi ro, tai ương, họa hại, bất trắc, hoặc có những việc xảy ra ngoài dự tính. Nên cẩn trọng khi đi đường, đi xa, sử dụng các vật dụng có liên quan đến lửa, điện, súc vật trong nhà không được tốt. Tuy nhiên, ngày này thuận lợi cho những người làm các ngành nghề công kỹ nghệ, thầy thuốc, pháp luật. Về tình cảm nên có sự hòa giải, nhường nhịn sẽ đem lại điều lợi. Sự mong cầu về tài lộc còn chậm, dễ hao tài. Tử vi tuổi Mão ngày mai sẽ có một ngày ngập tràn tình yêu hạnh phúc. Bạn thực sự có được tình yêu thương chân thành của người ấy. Gia đình hạnh phúc là điều đáng nâng niu trân trọng. Hãy giữ gìn mái ấm này nhé. Tiền bạc không thực sự như ý đâu vì tuổi Mão đang tiêu quá tay. Sắp tới sẽ có nhiều việc phải dùng đến tiền nên phải có một khoản tiết kiệm cố định đi nhé. Sức khỏe ổn định, tuổi Mão nên tập thể dục thể thao để giữ thân hình của mình đi nhé. Sức khỏe tốt, thân hình đẹp còn gì vui hơn. Con số may mắn 12, 48, 93. Tử vi tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Tuổi Tân Mão 1951, ẩn huyệt chi thố thỏ trong hang, thuộc ngũ hành tùng bách mộc, tức gỗ tùng bách. Tuổi Tân Mão ngày 12 tháng 3 năm 2024, ngày không tốt. Có nhiều tin tức xấu về chuyện làm ăn cũng như chuyện tình cảm. Việc như thế nào thì làm như thế đó thì đỡ xấu. Không nên nhúng tay vào chuyện người sẽ không có kết quả. Có chuyện tu bổ, sửa chữa sắp xếp lại công việc. Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tuổi Quý Mão 1963, quá lâm chi thố thỏ qua rừng, thuộc ngũ hành kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Tuổi Quý Mão ngày 12 tháng 3 năm 2024, ngày có nhiều lo toan về gặp gỡ, tiệc tùng, bàn thảo. Có đông người đến, hoặc có nhiều tin tức đến. Tài lộc vào ra thất thường. Chuyện tình cảm không nên để dây dưa, kéo dài dù có gặp trở ngại. Có sự tu bổ, sửa chữa, trang trí, mua sắm cho nhà cửa, văn phòng. Cẩn trọng có sự hư hại. Cẩn trọng trong việc đi đứng, di chuyển, có tai nạn rủi ro, hoặc nhận được tin buồn của thân nhân bè bạn. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tuổi Ất Mão 1975, đắc đạo chi thố thọ đắc đạo, thuộc ngũ hành đại khe thủy, tức nước khe lớn. Tuổi Ất Mão ngày 12 tháng 3 năm 2024, khi bắt tay vào việc chớ nên chán nản. Dù có gặp trở ngại, khi đối đầu với công việc hoặc chuyện tình cảm phải có sự cố gắng. Ngày thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp. Không nên nhúng tay vào chuyện người. Tiền bạc còn gặp nhiều trở lực, hoặc phải cực nhọc mới có. Hao tốn về giao thiệp hoặc hao về bồi thường tu bổ, mua sắm, chi phí đáo hạn. Ngày có khách hoặc có sự hội họp, gặp gỡ. Có tin tức. Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Tuổi Đinh Mão 1987, vọng nguyệt chi thố thọ ngắm trăng, thuộc ngũ hành lư trung hỏa, tức lửa trong lò. Tuổi Đinh Mão ngày 12 tháng 3 năm 2024,
dù có gặp gỡ và tốt đẹp về chuyện tình cảm đến mấy cũng không nên thuận theo ý kiến của họ mà nhúng tay vào các công việc mới được đề nghị. Chỉ nên xem đó là một dự tính, không nên xuất tiền. Càng nói nhiều thì càng bất lợi. Nên làm chủ trong công việc. Tài lộc khó giữ. Tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Tuổi Kỷ Mão 1999, Sơn Lâm chi Thố Thọ ở rừng, thuộc ngũ hành thành đầu thổ, tức đất trên thành. Tuổi Kỷ Mão ngày 12 tháng 3 năm 2024, khi bắt tay vào công việc hay gặp sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhưng sau sẽ có kết quả. Cần ngay thẳng trong công việc, không nên dùng những tiểu xảo hoặc đốt giai đoạn, chỉ làm cho rắc rối thêm. Ngày có nhiều sự bôn ba, vất vả. Trông chờ quý nhân giúp đỡ khó có kết quả hoặc không được như ý, đi xa bất lợi. Sức khỏe không tốt. Không nên dính tới chuyện người, gặp thị phi, tranh cãi. Có tin tức ở xa về tình cảm và có sự hứa hẹn về tài lộc, quà tặng, tiệc tùng. Tử vi tuổi Thìn ngày mai. Thứ ba là một ngày năng suất trong công việc của, đặc biệt là về lĩnh vực tài chính kinh doanh. Tuổi Thìn ngày mai thực sự làm việc không biết mệt mỏi và mang lại nhiều thành tích đáng kinh ngạc. Ghen tuông đôi khi là gia vị của tình yêu nhưng nếu ghen quá thì thật không tốt chút nào. Tuổi Thìn và người ấy nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, tránh những xung đột trong tình cảm. Con số may mắn 32, 96, 90. Tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Tuổi Canh Thìn 2000, thứ tính chi Long Rồng Khoan Dung, thuộc ngũ hành Bạch Lạp Kim, tức vàng chân đèn. Tuổi Canh Thìn ngày 12 tháng 3 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Nên đề phòng sức khỏe, không nên ham công tiếc việc sẽ xảy ra chuyện không hay. Có tài lộc hoặc có tin tốt cho công việc. Có người đến báo tin buồn về công danh, sức khỏe, bổn mạng của người thân nhưng không phải là chuyện lớn đối với mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Tuổi Nhâm Thìn 1952, hành vũ chi Long Rồng phun mưa, thuộc ngũ hành Trường Lưu Thủy, tức nước chảy mạnh. Tuổi Nhâm Thìn ngày 12 tháng 3 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Tình thế xảy ra có nhiều bất lợi cho mình. Cần phải bình tĩnh. Có tin buồn về làm ăn cũng như về tình cảm. Quan hệ giữa người có sự tranh chấp, trái ý, cần phải giữ vững lập trường. Có tin không tốt của người thân, quý nhân hoặc bè bạn. Tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tuổi Giáp Thìn 1964, phục đầm chi Lâm Rồng ẩn ở đầm, thuộc ngũ hành Phú Đăng Hỏa, tức lửa đèn to. Tuổi Giáp Thìn ngày 12 tháng 3 năm 2024, không nên dè dặt mà phải tự quyết đoán theo ý mình một cách nhanh chóng mới có kết quả. Nếu được đề bạt và công việc mới thì nên chấp thuận. Sự giao ước gặp gỡ không đúng như lời hứa, nhưng vẫn có tin báo người cần gặp có sự trở ngại. Một ngày có nhiều trọng trách tự mình phải giải quyết. Tài lộc trung bình. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Tuổi Bính Thìn 1976, thiên thượng chi Long Rồng trên trời, thuộc ngũ hành Sa Trung Thổ, tức đất pha cát. Tuổi Bính Thìn ngày 12 tháng 3 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Phải nhẫn nại chớ nên làm càng sẽ gặp điều xấu. Sự mong cầu về tin tức sẽ đem lại sự phiền lòng, thất vọng. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Ngày có nhiều việc phải bôn ba mới có tiền, hoặc có người đem lại lợi lộc đến cho mình và mình cũng phải có sự hao tốn. Đề phòng mọi việc có trở lực, bị cưỡng ép. Không nhúng tay vào chuyện người, làm ơn mắc quán. Gia đạo bất an, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Tuổi Mậu Thìn 1988, thanh ôn chi Long Rồng trong sạch, ôn hòa, thuộc ngũ hành Đại Lâm Mộc, tức gỗ rừng già. Tuổi Mậu Thìn ngày 12 tháng 3 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Có nhiều chuyện phiền toái đến với mình nếu không cẩn trọng trong công việc. Nên nhẫn nại nếu có lời trách oán hoặc bị áp lực. Vì chưa phải là thời cơ để mình lên tiếng. Hoặc chỉ nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hay thuận theo thời cuộc. Nên đi xa hoặc bỏ công việc cũ và làm lại thì tốt. Có tin xa nhắc mình về cuộc hẹn, lời hứa, có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Tỵ ngày mai. Tuổi Tỵ, con giáp trúng số 1 bước lên tiên, giàu nứt vách trong ngày tới. Trong ngày tới, con giáp trúng số 1 bước lên tiên là tuổi Tỵ. Con giáp cuối cùng trong top 3 con giáp trúng số 1 bước lên tiên, giàu nứt vách trong ngày tới, đó là tuổi Tỵ.
con giáp này trời sinh đã rất thông minh, năng động và có tài kinh doanh rất tốt. Con đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Tỵ chỉ cần nỗ lực, chăm chỉ là có thể đạt được thành quả như ý. Tiên đoán từ tử vi trong ngày tới cho thấy, những người tuổi Ngọ không chỉ có vận trình sự nghiệp sáng rạng mà còn có may mắn lớn khi tham gia xổ số, đề bạc. Nếu bạn được cho tặng hay mua vé xổ số miền Bắc, miền Nam thì có thể trúng độc đắc với số tiền thưởng cực lớn. Cuộc sống của những người tuổi Tỵ trong 3 tháng tới được xem là rất viên mãn. Nhờ dư dả về tài chính, thuận lợi trong công việc và gặp nhiều may mắn với những trò chơi trúng thưởng nên con giáp này sẽ rất thoải mái, thảnh thơi, tận hưởng hạnh phúc bên gia đình, người thân. Tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 1941, tuổi Tân Tỵ 1941, đông tàn chi xà rắn ngũ đông, thuộc ngũ hành bạch lạp kim, tức vàng sáp ông. Tuổi Tân Tỵ ngày 12 tháng 3 năm 2024, có nhiều sự đổi thay hoặc nhận những tin tức về công việc có phạm sai sót phải cần làm lại hoặc phải truy cứu lại để kiểm chứng. Tiền bạc còn chậm nhưng vẫn có tin tốt. Chuyện tình cảm nên mạnh dạn tiến hành, hoặc nên kết thân sẽ có kết quả tốt trong tương lai. Có tin tức ở xa, có khách đến. Việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Tử vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, tuổi Quý Tỵ 1953, thảo trung chi xà rắn trong cỏ, thuộc ngũ hành trường lưu thủy, tức nước chảy mạnh. Tuổi Quý Tỵ ngày 12 tháng 3 năm 2024, ra ngoài không nên bàn chuyện người và cũng không nên để người khác xen vào chuyện của mình. Có tin tức buồn ở nơi xa, hoặc tin tức đến không được như ý, nên giới hạn mọi việc giao thiệp, đi lại, có trở ngại. Công việc có gặp sự khó khăn. Nhà có định đám. Hết sức cẩn thận trong việc sửa sang, tu bổ nhà cửa, có rủi ro hoặc hư hại đồ đạc. Việc mong cầu về tình cảm giao thiệp không nên vồn vã hoặc vội quyết định. Tài lộc chậm, tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Tuổi Ất Tỵ 1965, xuất huyệt chi xà rắn đời hang, thuộc ngũ hành phú đăng hỏa, tức lửa đèn to. Tuổi Ất Tỵ ngày 12 tháng 3 năm 2024, dính líu vào chuyện tình cảm sâu đậm sẽ không đi đến đâu, tất cả chỉ là dự tính, hoặc chỉ là tình cảm ban đầu có tính cách ngoại giao lịch sự chứ không phải là thật lòng. Có tin tức về tình cảm, sức khỏe của người thân như sinh nở, chữa bệnh, hôn nhân, kết bạn. Trong công việc làm nên có sự dè chừng, chưa chắc công việc có tính lâu dài, dễ bị bỏ ngang, hoặc phải thay đổi theo kế hoạch khác, chuyện mong cầu về tiền bạc còn xa, hoặc nếu có cuộc hẹn thì chỉ có tin tức. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Tuổi Đinh Tỵ 1977, đầm nội chi xà rắn trong đầm, thuộc ngũ hành sa trung thổ, tức đất pha cát. Tuổi Đinh Tỵ ngày 12 tháng 3 năm 2024, chuyện của người không nên nhúng tay vào dễ gặp chuyện làm ơn mắc oán. Có chuyện thị phi hoặc bị nói xấu, khiển trách, mít lòng. Gia đạo bất an, sức khỏe không tốt. Sự mong cầu về tiền bạc dễ gặp sự trắc trở, hao tài. Tình cảm không tốt. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Tuổi Kỷ Tỵ 1989, phúc khí chi xà rắn có phúc, thuộc ngũ hành đại lâm mộc, tức gỗ rừng già. Tuổi Kỷ Tỵ ngày 12 tháng 3 năm 2024, ngày không tốt. Có nhiều tin xấu về công danh, sức khỏe, bổn mạng, tài lộc của người thân, bè bạn có liên quan đến đời sống của mình. Đề phòng rủi ro, tai nạn, đau ốm. Nên giới hạn mọi sự giao tiếp, sẽ gặp những chuyện phiền hà. Tránh mọi sự thị phi, tranh cãi. Không nên tiến hành những công việc lớn lao. Công việc chưa có thể kết thúc hoặc hoàn chỉnh. Tử vi tuổi Ngọ ngày mai. Con giáp trúng số một bước lên tiên trong ngày tới. Con giáp trúng số một bước lên tiên trong ngày tới, đó là tuổi Ngọ. Con giáp này bản tính vốn trung thực, tốt bụng. Họ cũng rất giỏi trong việc kết giao bạn bè nên sẽ tạo dựng được những mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp, trong ngày tới đây, những người tuổi Ngọ sẽ gặp được rất nhiều may mắn cả về tiền tài và sự nghiệp. Nhờ biết nỗ lực, cố gắng trong công việc cùng với khả năng được rèn giũa trong những năm qua. Vì thế, con giáp này sẽ gặt hái được rất nhiều thành công. Đặc biệt, những người tuổi Ngọ còn có may mắn lớn như trúng số xổ số miền Nam, xổ số miền Bắc, Việt Lót. Chỉ sau một đêm, con giáp này có thể trở thành đại gia, tỷ phú nhờ số tiền thưởng nhận được rất lớn. Nếu trong khoảng thời gian tới,
bạn vô tình đi ngang qua các đại lý vé số hay bắt gặp người bán vé số trên đường thì hãy thử vận may của mình nhé. Thần may mắn đang ở bên cạnh bạn nên bạn hãy tranh thủ thời cơ, bắt lấy cơ hội của mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 1942. Tuổi Nhâm Ngọ 1942, quân trung chi mã ngựa chiến, thuộc ngũ hành dương liễu mộc, tức gỗ cây dương. Tuổi Nhâm Ngọ ngày 12 tháng 3 năm 2024, ngày có rất nhiều chuyện xảy ra không tốt về mặt công danh, tình cảm cũng như bổn mạng. Không nên hấp tấp vội vàng khi tiến hành công việc, sẽ có nhiều việc khó khăn trắc trở chờ đợi. Việc mong cầu về tiền bạc rất khó có kết quả. Có nhiều sự buồn phiền bất mãn, hoặc công việc gặp nhiều trở lực, gặp tai ương, tranh cãi, thư kiện lôi thôi. Gia đạo bất an, đề phòng tai nạn rủi ro. Có người đau bệnh hoặc có tang. Tình cảm không tốt, tử vi tuổi Ngọ ngày mai. Con giáp trúng số một bước lên tiên trong ngày tới. Con giáp trúng số một bước lên tiên trong ngày tới, đó là tuổi Ngọ. Con giáp này bản tính vốn trung thực, tốt bụng. Họ cũng rất giỏi trong việc kết giao bạn bè nên sẽ tạo dựng được những mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp, trong ngày tới đây, những người tuổi Ngọ sẽ gặp được rất nhiều may mắn cả về tiền tài và sự nghiệp. Nhờ biết nỗ lực, cố gắng trong công việc cùng với khả năng được rèn giũa trong những năm qua. Vì thế, con giáp này sẽ gặt hái được rất nhiều thành công. Đặc biệt, những người tuổi Ngọ còn có may mắn lớn như trúng số xổ số miền Nam, xổ số miền Bắc, Việt Lót. Chỉ sau một đêm, con giáp này có thể trở thành đại gia, tỷ phú nhờ số tiền thưởng nhận được rất lớn. Nếu trong khoảng thời gian tới, bạn vô tình đi ngang qua các đại lý vé số hay bắt gặp người bán vé số trên đường thì hãy thử vận may của mình nhé. Thần may mắn đang ở bên cạnh bạn nên bạn hãy tranh thủ thời cơ, bắt lấy cơ hội của mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 1942. Tuổi Nhâm Ngọ 1942, quân trung chi mã ngựa chiến, thuộc ngũ hành dương liễu mộc, tức gỗ cây dương. Tuổi Nhâm Ngọ ngày 12 tháng 3 năm 2024, ngày có rất nhiều chuyện xảy ra không tốt về mặt công danh, tình cảm cũng như bổn mạng. Không nên hấp tấp vội vàng khi tiến hành công việc, sẽ có nhiều việc khó khăn trắc trở chờ đợi. Việc mong cầu về tiền bạc rất khó có kết quả. Có nhiều sự buồn phiền bất mãn, hoặc công việc gặp nhiều trở lực, gặp tai ương, tranh cãi, thư kiện lôi thôi. Gia đạo bất an, đề phòng tai nạn rủi ro. Có người đau bệnh hoặc có tang. Tình cảm không tốt. Tử vi tuổi Mùi ngày mai. Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2024 này, công việc cũng đang tiến triển rất tốt, bởi tuổi Mùi không có quá nhiều tham vọng, bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi. Trong chuyện tình cảm, vận tình duyên không tốt trong thứ hai này, bạn có những xung đột với người mình yêu, khi mà một bên muốn được đáp ứng nhu cầu cảm xúc, trong khi bên kia lại quá lý trí mà từ chối. Chẳng có gì quá bất ngờ bởi bạn vốn là người sống thiên về tình cảm hơn lý trí. Sức khỏe không có gì đáng ngại, nhiệt độ đã giảm hơn so với các ngày trước đó nên bạn cảm thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Con số may mắn 28, 13, 52. Tử vi tuổi Quý Mùi sinh năm 1943. Tuổi Quý Mùi 1943, quân nội chi dương dê trong đàn, thuộc ngũ hành dương liễu mộc, tức gỗ cây dương. Tuổi Quý Mùi ngày 12 tháng 3 năm 2024, việc bàn bạc trong nhà hoặc trong công sở sẽ có nhiều ý kiến trái ngược và mâu thuẫn nhau. Không nên nghiêng về một phía, cũng không nên quyết định vội vã. Sẽ có tin tức mới. Gia đạo có tin về sức khỏe, sinh nở, hoặc được mời dự tiệc, đình đám. Nếu mình là cấp dưới hãy để cho cấp trên quyết định. Tài lộc trung bình hoặc có lộc ăn, quà tặng. Có khách đến. Tử vi tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Tuổi Ất Mùi 1955, kính trọng chi dương dê được quý mến, thuộc ngũ hành sa trung kim, tức vạn trong cát. Tuổi Ất Mùi ngày 12 tháng 3 năm 2024, sự mong cầu về tiền bạc nếu có thì cũng gặp sự hao tán hoặc trắc trở. Ngày có nhiều chuyện đến cần phải sắp xếp, hoặc có đám tiệc. Việc đi xa nên chậm rãi, chờ vào một ngày khác mới tốt. Ngày thuận lợi cho việc sửa chữa, tu bổ, dọn dẹp. Sức khỏe không tốt, hoặc có tin buồn về sức khỏe, công danh, tiền bạc của người thân. Có người muốn xen vào chuyện tình cảm của mình.
Tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tuổi Đinh Mùi 1967, thất quần chi dương dê lạc đàn, thuộc ngũ hành thiên hà thủy, tức nước trên trời. Tuổi Đinh Mùi ngày 12 tháng 3 năm 2024, những chuyện mong cầu về tình cảm là điều không nên, dễ gặp sự buồn phiền trách oán. Trong người thân, bè bạn gặp chuyện buồn cần đến sự hiện diện của mình để chia sẻ. Ngày thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, dọn dẹp, đóng cửa, kết thúc công trình, công việc. Có tin buồn ở xa, hoặc nhận tin chưa đúng theo ý mong cầu của mình, nên thân cận và hỏi ý kiến của người lớn tuổi nếu cần giải quyết công việc cần thiết. Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tuổi Kỷ Mùi 1979, thảo giả chi dương dê đồng cỏ, thuộc ngũ hành thiên thượng hỏa, tức lửa trên trời. Tuổi Kỷ Mùi ngày 12 tháng 3 năm 2024, mọi việc cần nên nhẫn nại, không nên chỉ nghe ý kiến của một phía, cần chờ đợi những tin tức khác rồi mới quyết định. Có sự sai hẹn, dời hẹn hoặc lời nói của mình bị hiểu lầm qua một ý nghĩa khác đưa đến trách oán. Có tin tức ở xa về chuyện tình cảm, sức khỏe, bổn mạng của người thân. Có lộc nhỏ, gia đạo không nên có sự bất hòa vì có nhiều ý tưởng trái nghịch nhau. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Tuổi Tân Mùi 1991, đắc lộc chi dương dê có lộc, thuộc ngũ hành lộ bàn thổ, tức đất đường đi. Tuổi Tân Mùi ngày 12 tháng 3 năm 2024, đề phòng có người nói xấu hoặc kích bác ngấm ngầm, thị phi. Có tin tức xấu về chuyện làm ăn cũng như về công danh, tình cảm của người thân hoặc bè bạn. Tài lộc trung bình, có quý nhân hoặc có tin tốt về công việc của riêng mình. Tử vi tuổi Thân ngày mai sẽ có một ngày thứ ba không may mắn khi gặp phải cả tá trục trặc về công việc. Tuổi Thân còn bị sếp quở trách vì đang làm việc ngược lại định hướng của sếp giao. Tình yêu cũng không như ý, gia đình mâu thuẫn có lẽ là lý do khiến bạn mệt mỏi như vậy đó. Cố gắng lên nhé tuổi Thân. Con số may mắn 22, 11, 55. Tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 1944. Tuổi Giáp Thân 1944, quá thụ chi hầu khỉ leo cây, thuộc ngũ hành tuyền trung thủy, tức nước trong suối. Tuổi Giáp Thân ngày 12 tháng 3 năm 2024, nên cẩn trọng trong công việc làm ăn, có kẻ muốn dùng đến luật lệ, quy tắc để khống chế mình hoặc công việc. Ngày có nhiều sự bận rộn, đông người hoặc nhiều nguồn tin nhưng tin tức cần thiết hoặc người cần gặp lại không đến, hoặc chậm chạp. Tài lộc bình thường, tâm tình gia đạo vui buồn lẫn lộn, không nên dùng tình cảm khi giải quyết công việc. Tử vi tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Tuổi Bính Thân 1956, sơn thượng chi hầu khỉ trên núi, thuộc ngũ hành sơn hạ hỏa, tức lửa trên núi. Tuổi Bính Thân ngày 12 tháng 3 năm 2024, nên từ chối hoặc rút lui nhẹ nhàng những việc không cần thiết, hoặc nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì mới có lợi. Ngày có nhiều tin không tốt về việc làm, hay gặp sự cản trở, gặp tiểu nhân, bị ép buộc. Nếu có lợi lộc thì nên dừng bước, tiến thêm thì gặp điều không hay. Ngày thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, kết thúc mọi việc, nên đi xa, dời chỗ. Có tin tức ở xa, tử vi tuổi Thân ngày mai sẽ có một ngày thứ ba không may mắn khi gặp phải cả tá trục trặc về công việc. Tuổi Thân còn bị sếp quở trách vì đang làm việc ngược lại định hướng của sếp giao. Tình yêu cũng không như ý, gia đình mâu thuẫn có lẽ là lý do khiến bạn mệt mỏi như vậy đó. Cố gắng lên nhé tuổi Thân. Con số may mắn 22, 11, 55. Tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 1944. Tuổi Giáp Thân 1944, quá thụ chi hầu khỉ leo cây, thuộc ngũ hành tuyền trung thủy, tức nước trong suối. Tuổi Giáp Thân ngày 12 tháng 3 năm 2024, nên cẩn trọng trong công việc làm ăn, có kẻ muốn dùng đến luật lệ, quy tắc để khống chế mình hoặc công việc. Ngày có nhiều sự bận rộn, đông người hoặc nhiều nguồn tin nhưng tin tức cần thiết hoặc người cần gặp lại không đến, hoặc chậm chạp. Tài lộc bình thường, tâm tình gia đạo vui buồn lẫn lộn, không nên dùng tình cảm khi giải quyết công việc. Tử vi tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Tuổi Bính Thân 1956, sơn thượng chi hầu khỉ trên núi, thuộc ngũ hành sơn hạ hỏa, tức lửa trên núi. Tuổi Bính Thân ngày 12 tháng 3 năm 2024,
nên từ chối hoặc rút lui nhẹ nhàng những việc không cần thiết, hoặc nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì mới có lợi. Ngày có nhiều tin không tốt về việc làm, hay gặp sự cản trở, gặp tiểu nhân, bị ép buộc. Nếu có lợi lộc thì nên dừng bước, tiến thêm thì gặp điều không hay. Ngày thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, kết thúc mọi việc. Nên đi xa, dời chỗ. Có tin tức ở xa. Tử vi tuổi Dậu ngày mai. Có một ngày thứ hai vui vẻ khi công việc tiến triển rõ rệt. Cơ hội thăng chức đang ở ngay trước mắt rồi, tiếp tục nỗ lực tuổi Dậu nhé. Chỉ là chuyện tình cảm chẳng tốt đẹp chút nào vì cả hai đều quá bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho nhau. Những mâu thuẫn trục trặc cứ tiếp tục, chồng chất lên nhau làm cho tình trạng ngày càng mệt mỏi thêm. Con số may mắn 12, 36, 9. Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Tuổi Ất Dậu 1945, xướng ngọ chi kê gà gáy trưa, thuộc ngũ hành tuyền trung thủy, tức nước trong suối. Tuổi Ất Dậu ngày 12 tháng 3 năm 2024, chớ để tình cảm xen vào mà nên thẳng thắn quyết định, dù có sự thiệt thòi, danh lợi chút ít. Không nên phân vân, hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Chần chừ thì không có lợi. Tài lộc chậm, dễ hao tốn. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn. Có tin xa. Có người đến nhờ vả mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Tuổi Đinh Dậu 1957, độc lập chi kê gà độc thân, thuộc ngũ hành sơn hạ hỏa, tức lửa trên núi. Tuổi Đinh Dậu ngày 12 tháng 3 năm 2024, nên giải quyết dứt khoát về chuyện tình cảm, nhân nghĩa. Mọi việc nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, dễ gặp chuyện thị phi, phiền lòng. Không nên nhúng tay vào chuyện người không tốt. Không nên luyến tiếc những gì còn sót lại. Hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Nên cẩn trọng trong việc vận chuyển, đi đường, sử dụng xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tuổi Kỷ Dậu 1969, báo hiệu chi kê gà gáy, thuộc ngũ hành đại trạch thổ, tức đất nền nhà. Tuổi Kỷ Dậu ngày 12 tháng 3 năm 2024, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ nên ngồi yên không nên tính toán. Thuận theo hoàn cảnh thực tế sẽ không gặp điều bất lợi. Ngày có nhiều tin tức hoặc công việc đến tạo nhiều áp lực không có phương kế giải quyết. Nên chờ đợi vào một dịp khác. Có tin tốt ở nơi xa về tài lộc tình cảm. Có lọ. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tuổi Tân Dậu 1981, long tàn chi kê gà trong lòng, thuộc ngũ hành thạch lựu mộc, tức gỗ cây lựu đá. Tuổi Tân Dậu ngày 12 tháng 3 năm 2024, dù có tài lộc cũng phải có sự tiêu hao hoặc phải phân chia, nói chung là không được trọn phần. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn cho công việc, tình cảm. Có tin tức ở xa, hoặc có khách đến. Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Tuổi Quý Dậu 1993, lâu túc kê gà nhà gác, thuộc ngũ hành kiếm phong kim, tức vàng mũi kiếm. Tuổi Quý Dậu ngày 12 tháng 3 năm 2024, không nên bôn ba đi xa chỉ gặp những điều không hay, có hại cho sức khỏe, không đúng hẹn, bị lạc lối, lạc bạn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Hao tốn vì tiệc tùng, đình đám, hò hẹn nhưng cũng không vui, vừa ý, có tin buồn ở xa. Tử vi tuổi Dậu ngày mai. Có một ngày thứ hai vui vẻ khi công việc tiến triển rõ rệt. Cơ hội thăng chức đang ở ngay trước mắt rồi, tiếp tục nỗ lực tuổi Dậu nhé. Chỉ là chuyện tình cảm chẳng tốt đẹp chút nào vì cả hai đều quá bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho nhau. Những mâu thuẫn trục trặc cứ tiếp tục, chồng chất lên nhau làm cho tình trạng ngày càng mệt mỏi thêm. Con số may mắn 12, 36, 9. Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Tuổi Ất Dậu 1945, xướng ngọ chi kê gà gáy trưa, thuộc ngũ hành tuyền trung thủy, tức nước trong suối. Tuổi Ất Dậu ngày 12 tháng 3 năm 2024, chớ để tình cảm xen vào mà nên thẳng thắn quyết định, dù có sự thiệt thòi, danh lợi chút ít. Không nên phân vân, hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Chần chừ thì không có lợi. Tài lộc chậm, dễ hao tốn. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn. Có tin xa. Có người đến nhờ vả mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Tuổi Đinh Dậu 1957, độc lập chi kê gà độc thân,
thuộc ngũ hành sơn hạ hỏa, tức lửa trên núi. Tuổi Đinh Dậu ngày 12 tháng 3 năm 2024 nên giải quyết dứt khoát về chuyện tình cảm, nhân nghĩa. Mọi việc nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, dễ gặp chuyện thị phi, phiền lòng. Không nên nhúng tay vào chuyện người không tốt. Không nên luyến tiếc những gì còn sót lại. Hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Nên cẩn trọng trong việc vận chuyển, đi đường, sử dụng xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tuổi Kỷ Dậu 1969, báo hiệu chi kê gà gáy, thuộc ngũ hành đại trạch thổ, tức đất nền nhà. Tuổi Kỷ Dậu ngày 12 tháng 3 năm 2024, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ nên ngồi yên, không nên tính toán. Thuận theo hoàn cảnh thực tế sẽ không gặp điều bất lợi. Ngày có nhiều tin tức hoặc công việc đến tạo nhiều áp lực, không có phương kế giải quyết. Nên chờ đợi vào một dịp khác. Có tin tốt ở nơi xa về tài lộc tình cảm. Có lọ. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tuổi Tân Dậu 1981, long tàn chi kê gà trong lồng, thuộc ngũ hành thạch lựu mộc, tức gỗ cây lựu đá. Tuổi Tân Dậu ngày 12 tháng 3 năm 2024, dù có tài lộc cũng phải có sự tiêu hao hoặc phải phân chia, nói chung là không được trọn phần. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn cho công việc, tình cảm. Có tin tức ở xa, hoặc có khách đến. Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Tuổi Quý Dậu 1993, lâu túc kê gà nhà gác, thuộc ngũ hành kiếm phong kim, tức vàng mũi kiếm. Tuổi Quý Dậu ngày 12 tháng 3 năm 2024, không nên bôn ba đi xa, chỉ gặp những điều không hay, có hại cho sức khỏe, không đúng hẹn, bị lạc lối, lạc bạn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Hao tốn vì tiệc tùng, đình đám, hò hẹn nhưng cũng không vui, vừa ý, có tin buồn ở xa. Tử vi tuổi Dậu ngày mai. Có một ngày thứ hai vui vẻ khi công việc tiến triển rõ rệt. Cơ hội thăng chức đang ở ngay trước mắt rồi, tiếp tục nỗ lực tuổi Dậu nhé. Chỉ là chuyện tình cảm chẳng tốt đẹp chút nào vì cả hai đều quá bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho nhau. Những mâu thuẫn trục trặc cứ tiếp tục, chồng chất lên nhau làm cho tình trạng ngày càng mệt mỏi thêm. Con số may mắn, 12, 36, 9. Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Tuổi Ất Dậu 1945, sướng ngọ chi kê gà gáy trưa, thuộc ngũ hành tuyền trung thủy, tức nước trong suối. Tuổi Ất Dậu ngày 12 tháng 3 năm 2024, chớ để tình cảm xen vào mà nên thẳng thắn quyết định, dù có sự thiệt thòi, danh lợi chút ít. Không nên phân vân, hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Chần chừ thì không có lợi. Tài lộc chậm, dễ hao tốn. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn. Có tin xa. Có người đến nhờ vả mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Tuổi Đinh Dậu 1957, độc lập chi kê gà độc thân, thuộc ngũ hành sơn hạ hỏa, tức lửa trên núi. Tuổi Đinh Dậu ngày 12 tháng 3 năm 2024, nên giải quyết dứt khoát về chuyện tình cảm, nhân nghĩa. Mọi việc nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, dễ gặp chuyện thị phi, phiền lòng. Không nên nhúng tay vào chuyện người không tốt. Không nên luyến tiếc những gì còn sót lại. Hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Nên cẩn trọng trong việc vận chuyển, đi đường, sử dụng xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tuổi Kỷ Dậu 1969, báo hiệu chi kê gà gáy, thuộc ngũ hành đại trạch thổ, tức đất nền nhà. Tuổi Kỷ Dậu ngày 12 tháng 3 năm 2024, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ nên ngồi yên, không nên tính toán. Thuận theo hoàn cảnh thực tế sẽ không gặp điều bất lợi. Ngày có nhiều tin tức hoặc công việc đến tạo nhiều áp lực, không có phương kế giải quyết. Nên chờ đợi vào một dịp khác. Có tin tốt ở nơi xa về tài lộc tình cảm. Có lọ. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tuổi Tân Dậu 1981, long tàn chi kê gà trong lồng, thuộc ngũ hành thạch lựu mộc, tức gỗ cây lựu đá. Tuổi Tân Dậu ngày 12 tháng 3 năm 2024, dù có tài lộc cũng phải có sự tiêu hao hoặc phải phân chia, nói chung là không được trọn phần. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn cho công việc, tình cảm. Có tin tức ở xa, hoặc có khách đến. Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Tuổi Quý Dậu 1993,
Lâu Túc Kê Gà Nhà Gác, thuộc ngũ hành kiếm phong kim, tức vàng mũi kiếm. Tuổi Quý Dậu ngày 12 tháng 3 năm 2024, không nên bôn ba đi xa chỉ gặp những điều không hay, có hại cho sức khỏe, không đúng hẹn, bị lạc lối, lạc bạn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Hao tốn vì tiệc tùng, đình đám, hò hẹn nhưng cũng không vui, vừa ý, có tin buồn ở xa. Tử vi tuổi Hợi ngày mai. Là người có năng lực nhưng bạn không nên quá tự cao bản thân, nhất là trong ngày 12 tháng 3 năm 2024 này. Trong công việc hãy phải biết đến cả sự khiêm tốn, mình giỏi nhưng cũng có người khác giỏi hơn, hãy biết lắng nghe và học hỏi bạn nhé. Chuyện tình yêu trong ngày ngày mai không như ý làm bạn buồn và khó tập trung công việc. Dẫu biết tình cảm là quan trọng nhưng đừng để tâm trạng chán nản mệt mỏi làm ảnh hưởng tới sự nghiệp chính mình. Sức khỏe của tuổi Hợi ngày mai đang có dấu hiệu báo động. Cơ thể mệt mỏi thì năng suất làm việc sẽ không tốt. Lời khuyên cho tuổi Hợi là hãy ăn uống tẩm bổ thêm, đồng thời tập thể dục để nâng cao sức đề kháng. Con số may mắn 58, 92, 64. Tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Tuổi Đinh Hợi 1947, quá sơn chi trư lợn qua núi, thuộc ngũ hành ốc thượng thổ, tức đất nóc nhà. Tuổi Đinh Hợi ngày 12 tháng 3 năm 2024, ngày có tin về chuyện tình cảm, sức khỏe, hôn nhân, sinh nở của mình hoặc người thân. Công việc như thế nào thì làm nên thế ấy, chớ tính toán cao xa không có lợi. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp, hoặc có tiền mà phải phân chia, cầm tiền của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tuổi Kỷ Hợi 1959, đạo viện chi trư lợn trong tu viện, thuộc ngũ hành bình địa mộc, tức gỗ đồng bằng. Tuổi Kỷ Hợi ngày 12 tháng 3 năm 2024, tất cả mọi việc có liên quan đến giấy tờ, văn tự, đơn xin phải cực nhọc mới có kết quả. Nên cẩn trọng có sự sơ sót. Ngày thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, bỏ những việc hoặc đồ đạc cũ. Có tài lộc. Có tin vui của bè bạn, thân nhân ở xa. Làm gì cũng nên tự mình giải quyết mới có kết quả. Không nên tin vào người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tuổi Tân Hợi 1971, khuyên dưỡng chi trư lợn nuôi nhốt, thuộc ngũ hành thoa xuyến kim, tức vàng trang sức. Tuổi Tân Hợi ngày 12 tháng 3 năm 2024, đi xa bất lợi. Mọi công việc không nên tiến hành. Nếu có chỉ nên tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp nơi ăn chốn ở, văn phòng, chữa bệnh. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, khó có kết quả. Có người đi xa hoặc có tin tức ở xa. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Tuổi Quý Hợi 1983, lâm hạ chi trư lợn trong rừng, thuộc ngũ hành đại hải thủy, tức nước biển lớn. Tuổi Quý Hợi ngày 12 tháng 3 năm 2024, có nhiều sự thay đổi hoán cải trong công việc. Nếu công việc đã xong cần phải xem xét lại sẽ có điều thiếu sót, hoặc nảy sinh thêm vấn đề khiến phải sửa chữa làm lại, bị khiển trách. Có tin tức về sức khỏe, tình cảm của thân nhân, bè bạn. Ngày chủ thị phi, phê bình, làm ơn mắc oán, buồn phiền. Chuyện tình cảm đã đến lúc bị kết thúc, phá ngang. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Tuổi Ất Hợi 1995, quá vãn chi trư lợn hay đi, thuộc ngũ hành sơn đầu hỏa, tức lửa trên núi. Tuổi Ất Hợi ngày 12 tháng 3 năm 2024, sự mong cầu về tiền bạc thường hay có sự trắc trở, gặp trắc rối, hoặc tình hình thực tế xảy ra không đúng như mình tiên đoán. Đề phòng có người chơi xấu hoặc cạnh tranh về danh lợi hoặc tiền bạc với mình. Trong việc hợp tác không nên bày tỏ hết những ý định của mình, dễ bị phản bác, từ chối. Có tin tức vui buồn lẫn lộn ở xa. Như vậy, chúng ta đã tìm ra ba con giáp trúng số một bước đầu tiên và có nhân vách trong ngày tới, đó là tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Tỵ. Mong rằng các bạn sẽ nắm bắt cơ hội của thời điểm để bứt phá, gặt hái thành công. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi tử vi mới nhất mỗi ngày nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.